Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, bùng phát trở lại và lây lan nhanh trong cộng đồng. Thực hiện công văn số 5220 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, trong đó có một số nội dung cần lưu ý cụ thể như sau. 1. Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức cá nhân xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là công tác phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố cho đến khi tỉnh Hải Dương công bố hết dịch. 2. Thành lập lại tổ công tác tại các tổ dân phố để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, báo ngay chính quyền địa phương nếu phát hiện ra người đến từ vùng dịch, nhập cảnh trái phép tại nơi cư trú. 3. Đề nghị nhân dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 4. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán bia, quán ăn, quán giải khát, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chỗ ngồi cách nhau tối thiểu 1 mét. Toàn bộ nhân viên phải đeo khẩu trang, có biển hướng dẫn phòng chống dịch, bố trí dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt của khách hàng. 5. Người dân, công nhân, người lao động đến từ vùng dịch có dịch của tỉnh Hải Dương không được vào thành phố Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Những người đang làm việc tại Hải Phòng đề nghị ở lại, không về tỉnh Hải Dương. 6. Lực lượng công an xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm, không khai báo y tế và không thực hiện cách ly theo đúng quy định. Mọi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch của địa phương và thành phố. Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, bùng phát trở lại và lây lan nhanh trong cộng đồng. Thực hiện công văn số 5220 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, trong đó có một số nội dung cần lưu ý cụ thể như sau. 1. Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức cá nhân xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là công tác phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố cho đến khi tỉnh Hải Dương công bố hết dịch. 2. Thành lập lại tổ công tác tại các tổ dân phố để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, báo ngay chính quyền địa phương nếu phát hiện ra người đến từ vùng dịch, nhập cảnh trái phép tại nơi cư trú. 3. Đề nghị nhân dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 4. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán bia, quán ăn, quán giải khát, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chỗ ngồi cách nhau tối thiểu 1 mét. Toàn bộ nhân viên phải đeo khẩu trang, có biển hướng dẫn phòng chống dịch, bố trí dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt của khách hàng. 5. Người dân, công nhân, người lao động đến từ vùng dịch có dịch của tỉnh Hải Dương không được vào thành phố Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Những người đang làm việc tại Hải Phòng đề nghị ở lại, không về tỉnh Hải Dương. 6. Lực lượng công an xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm, không khai báo y tế và không thực hiện cách ly theo đúng quy định. Mọi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch của địa phương và thành phố. Bàn tay
lên trái tim mình, nghe thân thương hai tiếng Việt Nam, sang điều quốc ca đầy hồn sông núi, thôi thúc ta cùng chung tay. Bạn và tôi vững tin, chiều người dân ta vững tin, mây đen tàn nắng ấm bừng lên. Gian khó bác sĩ vì bệnh nhân, người dân thành chiến sĩ trong trận quyết thắng hôm nay, quân với dân một ý chí, chống dịch như chống giặc, lời hiệu triệu vang núi sông. Chiều vàng núi sông.